một người phụ nữ đã không còn sự sống. Xong rồi cô không ăn được, không uống được. Xong rồi cô nói là cô nằm bệnh viện mà bác sĩ bỏ chạy rồi. Thôi, dạ, dạ. Các bạn chứng nhận rồi chú. Đây là cô Thủy hả? Dạ, đây là cô Thủy đây. Mừng nói đây. Nói chung là cảm ơn chú, chú cuộc đời. Không nhờ chú thì chết rồi. Dạ. Mới chết rồi, mấy gì nói chắc thì lớn chết nữa quá rồi. Thi chắc chết thiệt, chắc kể thuốc chú khởi chừng 5-6 ngày nữa, tôi không uống được, chết rồi chú ơi. Nằm chân trắng chân dọc mà chạy đi đâu, hết tiền chạy mà chạy không có hết. Gai gặp bà khóc mà tụi em cũng khóc muốn chết, bà bò không à. 70kg còn 50 à. Ba xét nghiệm rồi người ta nói bà cái trong mình bà máu mỡ này nọ là hết trơn rồi. Cuộc sạn sao nó văng luôn anh ơi. Khách sạn luôn. Rồi bây giờ mình hụt chết rồi, nó không còn chết nữa. Là tại sao? Không nhà thuốc chú Trung rồi sao chị sống chị nghĩ đi. Cảm ơn chú Trung tới già tới chết, chị chết chị đem theo, nói thiệt. Chị sống cái này luôn rồi, chết chết đó. Nói thiệt luôn á. Bây giờ là ăn làm như cái miệng á, thấy cái gì cũng thèm muốn ăn hết trơn á, mà trong bụng nghĩ no à. Rồi cái bữa đó người ta nhậu á, rồi bữa đó chắc là cho uống thuốc của anh á. Thì bà nhảy quá trời, nó nói trời trời anh ơi, bữa nay chị bà nhảy quá trời nhảy luôn rồi kìa anh, nhảy dữ dằn luôn á. Mới đầu em uống vô nó giật nha, cái trời đó ơi, nó gác gạt mà nó xé xé chồng á, tao nó nhảy tùm hôn chồng không á. Bà chủ nhà trọ á, bà hù, nếu mà chết thì ở luôn, bà cho luôn chứ không có đừng đi. Ai thấy tôi là người ta, ta dòm tôi mà dòm cái kiểu khổ. Lúc mà mình đang bệnh á. Người lớp nào ta cái gì? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Một người phụ nữ đã không còn sự sống. Mọi người tưởng rằng là cô ấy sẽ ra đi một cách đơn giản và nhanh chóng luôn cả nhà. Nhưng một điều gì đó thần kỳ, nhờ sử dụng sản phẩm Cao Sơn và nhà phân phối Mỹ Linh ở tại thành phố Hồ Chí Minh, dùng sản phẩm Cao Sơn và đó có sự thay đổi tiến triển và bây giờ cô đã sống trở lại rồi cả nhà. Một cách thần kỳ luôn. Thưa nhà, Trung và Mỹ Linh đang có mặt tại tỉnh Bình Dương để ghi nhận một trường hợp mà hết sức đặc biệt cả nhà, để cho cả nhà mình hiểu rõ hơn vì sao cô ấy đã sống lại một cách thần kỳ như vậy. Mỹ Linh có điều gì muốn chia sẻ không? Mỹ Linh có thể mình vừa đi vô trong mình vừa nói chuyện. Thưa cả nhà, giới thiệu một xíu. Đây là Mỹ Linh. Mỹ Linh ở Hồ Chí Minh và đây là chỗ bạn Lam. Bạn Lam là cũng là ở dưới ở Hồ Chí Minh, cũng là người của Mỹ Linh luôn ở nhà, là nhân viên cũng nghe máy luôn á. Thì hôm nay là Mỹ Linh cũng đến đây là chia sẻ có trường hợp này, cũng giống như có nhiều nhà phân phối của Trung đã từng chia sẻ ra. Thì em có thể kể sơ qua một xíu về trường hợp của cô được không? Dạ, cô Thu Thủy á, thì trong quá trình sử dụng xong cô cũng hay chia sẻ là cô bị về cái bệnh đường ruột, là ở bên trong có mấy lúc mà đi khám bác sĩ có mấy cái con gì như con gì đó ghê lắm. Xong rồi cô không ăn được, không uống được. Xong rồi cô nói là cô nằm bệnh viện mà bác sĩ bỏ chạy rồi. Bác sĩ nói là kiểu này có chết thôi, tại vì cô đâu có ăn được đâu mà có sức khỏe. Nhưng mà sau đó thì nhờ em của cô á, là mua, biết đến Cao Trung Sơn và mua cái sản phẩm Cao Trung Sơn. Khi mà uống vào á, tự nhiên sau có 10 ngày thôi là cô có thể là ăn uống lại bình thường. Và bây giờ cô nói là cô khỏe rồi nên cô muốn mời anh để đến quay trực tiếp. Ôi chào dạ. Chú ơi, cảm ơn chú nhẹ quá chú. Đây là cô Thủy hả? Dạ đây là cô Thủy đây. Dạ. Dạ. Mà nói lại chạy mắt. Sao mà khóc dữ vậy? Quá chú ơi. Bỏ mượn, bỏ chết đi không được. Anh ơi, cô nhờ thuốc ăn là bỏ hết, bỏ mượn, bỏ khóc á. Dạ hả? Dạ. Bỏ nói chú Trung rồi, bỏ nói hoài. Thôi, nay khỏe rồi. Dạ. Hả? Trung đã gọi là qua cái... vượt qua cái giai đoạn rồi hả? Sao chị là cơ biết chị Thủy kể ngay chị ruột em. Chị ruột hả? Rồi chị hồi trước chị sao như thế nào? Dạ chị ruột em bó bệnh đủ thứ hết trơn. Bây giờ chị ngồi xích đây xích đây mà máu gì dạ dày chào ngược, mới ăn cơm được 4-5 tháng gì đó tính đồng bả chết không à.
cái bắt đầu bà uống thuốc tùm lum hết trơn, đi nằm viện, anh ba em nuôi quá trời luôn rồi. Ra gặp bà khóc, mà tụi em cũng khóc muốn chết. Bà bò không à, 70kg còn 50 à. Wow. Ốm vò cắn dùng hết trơn luôn. Cái em nói bây giờ chị cũng uống giờ liều mạng, nghe nói thuốc anh Trung hay quá nè, giờ chị uống đi thì sống sống chết chết chứ biết làm sao. Cái bà uống thì 10 ngày giật bảo còn chết lớn nữa. Bà nói rồi Thảo ơi, giờ tao còn muốn chết hơn đó nữa. Cái độc thì không. Bà nội nói tôi khóc. Rồi bà nói cái từ từ sao bà bớt. Cái đồ bà ăn được đâu nửa chén cơm, rồi bắt đầu bà cười hoài, cái đầu bà mập lên ký luôn tới giờ. Rồi qua bà đi ngoại bà xét nghiệm rồi người ta nói bà cái trong mình bà máu mỡ này nọ là hết trơn rồi. Cục sạn sao nó văng luôn anh ơi. Hết sạn luôn. À. Cái sạn 10 ly gì đó đau bụng đó mà sao nó hết luôn. Là hôm qua mà đi xét nghiệm ra những cái kết quả nó có như vậy luôn á hả? Dạ. Dạ. Cái chân sống đó, nó bị bà còn bên này nó bị chập á. Cái người ta kêu bác sĩ kêu giờ chị đi về bẻ đi lên thầy bẻ đi, nó lên thầy bẻ gãy chân sống luôn chết không dám. Cái người ta nói không có, đi rồi dì uống thuốc vô nó hết, ngọn vậy nó không hết. Mà nằm vậy nó ổn lên vậy nó không nằm được. Chứ trong người phải ra nó khỏe dữ lắm. Dạ. Chỗ cái xương sống rồi để em giới thiệu cho. Em có quen ông thầy. Nó. Ông khá là giỏi, em giới thiệu cho ông giúp mình miễn phí không tốn tiền đâu. Dạ. Nhà đây chút đi. Để cứu video thì em sẽ giới thiệu cho. Dạ. Còn trước mắt là những cái bệnh mà mình đã bớt á, gì chị cứ lấy giấy tờ ra để cho em xem trước cái quá trình đầu tiên và sau cùng á. À. Giấy chị đâu? Giấy siêu âm qua đó. À. Ủa mấy cô cũng là hàng xóm đó chọn cái chị đó. Hả? Trước khi bị bò nữa là sau khi bị bò. Cái chị này. Dạ. Hả? Cái chị đó cũng chạm vào chạy tính chết không? Nói vậy hả? Ừ, cái bắt đầu con tôi nó la, tôi nói thôi đi mẹ ơi, nghỉ uống đi. Uống gì mà quá giặt rồi chịu sao nổi, giết chắc bà chết luôn á. Rồi cái đầu tôi nói thôi con ơi, người ta nói hay lắm, để mẹ gán uống từng nữa đi coi sao. Cái gán uống từng cái đầu sao giảm từ. Bà đi vô tê đi, bà không nói kiểu này sao không. Đây là cũng một người mà đã dùng bệnh dạ dày nặng luôn hả? Ừ, trào ngược dạ dày gan bả vậy. Dạ. Uống miễn uống mà nước nóng vô mà vừa thổi vừa hớp á phải không? Thì nó không sao, mà uống mà nó vừa hơi là nguội hơi thôi. Uống vô là nó ói rồi bằng lên ruột lên gan luôn. Ói chịu không nổi luôn, ói rồi mệt. Bả đi bằng công ty em mà mới trốn chỗ cái nấp không á, bả đi đâu nổi đâu, kéo lết không à. Còn hai giò này thất cờ, miễn ngồi xuống thì cũng mắc chổi gì nè, mới ngồi được mà đứng vậy cũng mắc chổi nữa. Đó, yeah. Rồi cái uống nôn tôi nói cái uống thí đi chứ sao giờ. Cái đầu uống cái sao hết. Rồi với cái đít tôi không nó nổ có một ba lớn vậy nè. À là một nữa. Ừ, cái một khác mà mấy năm trước đằng là nó hết rồi. Hết rồi cái giờ sao mà uống cái sao nó nổi lợi cái bắt đầu cái một đầu nó ba lớn rồi nè, nó bạc trắng tư vậy đó. Đâu có dám động đậy đâu. Cái đầu tôi nói sao quá kỳ vậy nè, cái con tôi nói đã con nói mẹ đừng có uống nữa, sao mẹ uống hoài cho lòi cái này rồi lòi cái kia ra hả? Đó, cái đầu tôi nói chứ người ta nói hay lắm, mày với mẹ bấm điện thoại rồi mẹ nghe người ta nói cũng hay lắm, kệ đi mẹ gán uống hết cái hộp này cái đi đó. Cái đầu uống hết cái sau tự nhiên cái nó không thẳng từ nó teo cái nó lặn mất tiêu luôn. Một bự vậy nè. Chịu nổi luôn á. Mà nghĩ là lúc đó mình là dám can đảm mình dùng tiếp tục ha. Ừ. Trong khi là uống vô là trổ ra thêm nữa, nó làm cho mình nó đau khó nhất, chịu làm khó nhất, chịu khó dễ. Nhiều người là đã bỏ cuộc như vậy luôn đó. Bữa hổm anh ta cường Thảo nói gì nè. Chị nhắm nổi không? Không nổi thì chị bỏ cuộc đi. Cái đầu tôi nói trời ơi, trời chị ba chỉ còn dữ dằn hơn nữa, chị bò nữa đó mà chị còn không bỏ cuộc, rồi tôi bỏ cuộc gì kệ đi, uống thí mẹ đi. Tới đâu tới đi. Dạ. Ừ đó. Rồi bây giờ là mình tới nào rồi? Bây giờ trong mình rất là khỏe rồi. Đó. Ăn cơm bữa hổm ăn có 2 muỗng 3 muỗng ha, mà một ngày á. Rồi bắt đầu con tôi nó mới mua sữa mà thứ 40,000 hộp á. Bắt đầu uống nữa, kèm vô bắt đầu mới từ bắt đầu mới vượt qua. Bây giờ là ăn làm như cái miệng á, thấy cái gì cũng thèm muốn ăn hết trơn á, mà trong bụng nghĩ no à. Vậy đó. Em nói bà ừ. Giờ là phục hồi rồi đó. Ừ. Ủa vậy là chị là tên Thảo hả? Tên Thảo.
là chị là người em ruột bả. À, em ruột nhưng mà chị là người đầu tiên mà biết về cao ông sơn được chia sẻ ra hả? Dạ, em thấy em nói hay quá, ai cũng nói uống hết trơn. Em nói chị ơi, thuốc này hay dữ lắm nè. Mới buổi sáng tôi bắt lên đó nè, tôi thấy chú. Dạ, thấy mà thấy nhìn ảnh biết liền. Dạ. Trời, có cái ông già, có đứa nít đó. À, dạ dạ. Em nói chị ơi uống đi, cái anh này nhìn cái mặt anh thôi mua trên mạng mà sợ anh này không được, không ấy đâu, mặt anh làm như anh có hậu lắm. Chị uống đi, coi chết chết sống sống mà uống dù giờ đó khỏe thôi tôi chôn. Bây giờ không có chỗ chôn nữa, bà chủ trọ thương đó. Thôi ở đây bà chết đi rồi tôi cho bà làm hữu sự đổ ở đây chứ bà đừng lo. Thì sợ quá trời bà khóc tính chết. Rồi mấy chị này cũng nói à, tính đâu quá hôm đó bà bò không anh, bà không đi nổi. Bà bò không à. Sao nói, trời ơi, anh trùng xuống cái tàu ôm ảnh chứ không có ổng ta chết rồi lão ơi, bà nói hoài mừng. Sao chị khóc chứ vậy? Mừng. Mừng quá. Thấy anh mừng á. Nói sao? Mừng nói chứ chung là cảm ơn chú suốt cuộc đời. Không nhờ chú thì chết rồi. Bây giờ bà Thang nó uống tiền cái sống anh nói giới thiệu người đó làm miễn phí cũng mừng rồi. Cái bác sĩ kêu đi sửa cái xương sống mà không có tiền cũng giàu. Nó đau quá, bác sĩ nói giờ đi chữa nhân sống hết là hết bệnh luôn à, trong người không có bệnh gì trơn á. Mừng, về cũng mừng lắm, vui lắm. Mà còn gậu nhất nhân sống tại mình không có tiền, có tiền đi nó hết nữa, phải ghè, hết chết rồi. Thế à, không có chết nữa đâu. Bác cười hoài, bác ca. Mừng lắm chứ. Mừng lắm, nằm ở nhà ok, ăn được mỗi chén cơm ok, ăn được chén cơm ok. 4-5 tháng không ăn được cái gì trơn á, là chịu không nổi, nó hơi thở không có. Rồi tiền bạc đâu có đâu mà đi nữa. Mà đi cũng không có hết nữa. Mới đầu ta chỉ cái gì uống nấy, chỉ gì uống nấy. Đi bó cái lưng không á, 10 triệu. Đi gì không hết gì trơn. Cũng mượn người này mượn người kia. Mình tốn cỡ bao nhiêu tiền rồi? Nhiều lắm rồi đó. Tiền hỏi tiền này tiền kia. Hai chỉ cũng đi dữ lắm luôn. Cỡ 100 triệu chưa? Cỡ đó chứ hơn. Còn gì trơn. Giờ còn mắc nợ người ta trả không nổi. Còn khoảng 10 mấy triệu mà nó buồn. Mà mình hết bệnh mình vui rồi. Còn 10 mấy triệu thì từ từ trả cũng được, không có sợ cái vụ đó mà hết bệnh mừng lắm chú ơi. Ai cho chị 40-50 triệu không bằng cái sức khỏe của chị nữa đó. Nó khỏe dữ trời lắm. Đau da dày nè, nó trào ngược nè, ối ghiếc chị không nổi rồi nó bị giật. Cái dây chém đâm vô đây, đâm mấy chục con vô đây khóc muốn chết. Rồi cái đầu nó giật mồ hôi hám đổ vậy, nó giật thẳng thà chết. Chị nói không hết chị đón xe đi ra ngoài mua thuốc uống chết và không sống nữa. Ông chống đào quá đào. Ai ngờ đâu uống thuốc chú chùm uống cái 10 rồi. Mới đầu uống vô bữa trước bữa sau nó sưng tay chân. Bây giờ còn thuốc này thì cứu mình thôi. Nếu mà không có thuốc này mình chết. Thì chết cho chết chứ giờ gắn uống thuốc này trong bụng chị nói á. Bây giờ cái chắc thuốc này là hết bệnh thôi chứ không đường nào chạy nữa. Chú uống 10 ngày trời ơi chị khỏe quá trời khỏe. Ăn cơm được rồi hết chết rồi. Đi bác sĩ rồi nói bác sĩ cho ăn miếng cháo đi húp miếng cháo húp không được ối. Còn xương với da không rồi nó teo hết trơn rồi. Bên nhỏ em nó mới bệnh dạ dày nó chết. Đi. À cũng người, chết thì bệnh dạ dày đúng không? Người mình nói mình ăn không được mình chết rồi. Em cũng quả chết thì mới chết. À cũng là bệnh dạ dày luôn. Mới chết rồi mấy gì nói chắc thì lớn chết nữa quá rồi. Thì chắc chết thiệt chắc kể thuốc chú khởi chừng 5-6 ngày nữa tôi không uống được chết rồi chú ơi. Nằm chẳng trắng chẳng dọc mà chạy đi đâu hết tiền chạy mà chạy quá hết. Bởi vì bà con ơi em nói sự thật cái bệnh em nè kể nè bị dạ dày chồng ngược nè bị ẻ không ra nè cái bụng chà bá vậy nè mà từ uống tới giờ nó xẹp luôn nó không có bị gì trơn hơi thở thở rồi bệnh chỉ nó lồi ra vậy nè. Rồi cái gì nó teo hết trơn luôn. Trời nó teo mà lớn ra nó phì ra. Nó phì ra mỗi lần đi cầu nó phì ra vậy nè. Mà khóc nó chết đi đâu có được đâu. Nó nằm trên cú gúng nó không có đi được. Rồi nó đau lắm. Rồi cái đầu nó giật mỗi lần giật là chết chứ không sống nổi. Rồi bây giờ mình hụt chết rồi nó không còn chết nữa. Là tại sao? Không nhà thuốc chú chung rồi sao chị sống chị nghĩ đi. Cảm ơn chú chung tới già tới chết chị đem theo nó thiệt. Chị sống cái này luôn rồi đó, chết chết đó. Nó thiệt luôn á. Chị cười hoài, chị nói hoài. Chắc chị sống đợt này là trời cứu chị rồi đó. Mà nói chung là trời cứu chứ chung cứu chứ. Cái tay này nó bị khớp đó. Mình giả mang cháu nàng. Bị gối đoạn thần đình nè. Bị mỡ mỡ cao nè. Rồi vài bữa cái đi chích thuốc 200-300. Hai bữa chích thuốc 200-300. Cái tin nhắn bên kia kìa. Cái này không biết sao. Nó không cho chị lấy giấy về. Cái này là trước cái lúc cái này trước cái này là bệnh cái này là bệnh nè cô đang bị bỏ đó anh Trung. Cái này em thấy là
bệnh trào ngược dạ dày, thực quản, viêm đại tràng và tá tràng nha. Nhiều lắm, bệnh nhiều lắm. Nhiều lắm, ba trứng nền xong rồi. Máu mỡ rồi men cao. Cái ngày này là ngày 17 tháng 5 2024. Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 2024 là cái đơn thuốc của cô Phan Thị Lệ Thủy. Bệnh trào ngược dạ dày, thực quản, viêm dạ dày và tá tràng. Rồi đến cái ngày 15 tháng 6 á, là loét tá tràng. Xong tiếp đến á, xong tiếp đến là ngày 29 tháng 6 là những cái ngày mà cô Thủy đang đi khám theo từng đợt thì là nó lại phát sinh ra rất là nhiều cái bệnh tiếp. Đó là loét tá tràng, xong rồi là hội chứng ruột kích thích. Là sau khi bị những cái bệnh này thì nó kéo theo ra những cái bệnh khác nữa. Rồi đến cái giấy xét nghiệm vi sinh thì cái ngày này là ngày 3 tháng 5, thì là đau thượng vị ở hơi. Nó mệt lắm, khó thở. Còn kết quả hôm qua là cái này. Kết quả là nó không cho lấy mà nó chụp hình nhỏ dâu chụp lén lại ở trong đó. Còn giấy này là cái lưng chị đau á, bác sĩ đưa. Triệu chứng là đau cột sống thắt lưng, đau lan xuống hai chân, mệt mỏi, đau bụng thượng vị, ăn uống không limit máu M54, đau lưng M51, chấm 2, thoát vị đĩa đệm, đốt sống đặc hiệu khác. Bác sĩ nói là giờ đi thầy nắng đúng không? Dạ. Rồi ok, còn cái này kết quả? Kết quả là thận là không ứ nước, không sỏi. Đó là thận B, còn thận T là không ứ nước cũng không sỏi luôn, bàng quang vách mỏng không sỏi, tử cung không to động nhất, niêm mạc mỏng, buồng trứng phải không u, buồng trứng trái không u, các bộ phận khác, túi cùng không có dịch. Kết luận hiện tại chưa ghi nhận hình ảnh bất thường trên siêu âm. Vậy quá khỏe rồi. Đó nghe à. Con có đau lưng hơi, khỏe dữ lắm chú Tùng ơi. 10 ly với gì đó thì hết á. Có cái em gì? Sạn 10 ly hả? Dạ, một sạn 10 ly á, bà đau bụng muốn chết bà đó. Đau bụng đi nằm nhà thương, nó kêu mổ. Mà chị đâu có tiền mổ rồi chị đi về. Chị đi về rồi chị uống thuốc lo cái dạng bệnh này kia nọ đó. Rồi sao mà uống thuốc chú 4 tháng cái tự cái đi ra khám hết luôn. Là sạn thận á hả? Dạ. Chị kêu mổ, bỏ 2 triệu đó. Trường hợp này nhiều người hỏi cả nhà và Trung có nghe rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Trung ghi hình. Dạ. Là sẵn thận người ta dùng xong rồi hết luôn. Hôm trước là Trung có ghi nhận một trường hợp là người ta ta uống cao sơn xong ta tiểu ra đã sẵn luôn. Mà đi khám nói bác sĩ nói là chị nằm một ở đây nè, giờ khám kỹ kỹ cho chị đi. Nó không có, em nói là không có. Là kêu khám kỹ lại. Dạ, khám kỹ đi chứ sao mà hết mà nó không có. Dạ. Cái bắt đầu bác sĩ nói ông bác sĩ, ông biết ông bác sĩ, ông lấy giấy rồi, nó kêu ông vô chụp đi, không chụp là không có đem về được đâu đó. Không cho lấy. Dạ. Còn cái bao tử chú Trung đi sao, hết trơn hả, khỏe quá rồi, tính đâu đi nội soi đau lắm. Cái điều ngoại thứ 7 ta không nội soi. À, dạ. Trời, hết trơn rồi, đâu có đau gì đâu. Trời ơi, hồi 4-5 tháng ha, nhiễu cháo, nhiễu không được đó. Rồi lúc mình nặng không được đó chú, rồi nó làm mệt mình đó. Mà thuốc uống là nằm hả? Thuốc ba đẹp lên nữa đó. Lên đó, lên 5kg rồi đó. Teo quá trơn luôn, teo quá trơn. Vui lắm đó con. Cười tối ngày à. Da dễ đẹp ra đúng không? Đẹp da đúng không? Người ta ca, người ta nhậu, bả nhảy luôn á. Trời ơi. Tính Tết ăn mừng nè. Tính ăn mừng không chết nè. Lúc mơ em mới để nói, nói là chỉ nằm trên niệm không à. Nói là ăn mừng không chết. Chỉ nằm trên niệm, cái này là ông chồng em cũng nói mà nói đâu dám cho anh ba với chị ba nghe. Sợ chửi. Trời chị ba chị bệnh chắc chị chết mà. Thấy ba không đi, không gì hết trơn, không ngồi luôn á. Bữa năm lì lịch từ sáng tới chiều về là cũng thấy ba y vậy luôn đó. Rồi cái bữa đó người ta nhậu á, rồi bữa đó chắc là cho uống thuốc của anh á. Thấy bà nhảy quá, trời ơi, nó trời trời, anh ơi, bữa nay chị ba bà nhảy quá trời nhảy luôn rồi kìa anh. Nhảy dữ dằn luôn á. Kiểu mình thoát chết rồi hả? Thoát chết rồi mừng quá rồi. Thoát chết rồi mừng quá trời rồi. Thấy bà vui, mình cũng vui, thấy bà thấy bà buồn, bà nằm nghe mình đi. Mà về là thấy bà nằm không, mà bà không có ngồi, không có gì chứ á.
cấp đó, tinh thần hết ổn rồi. Không biết anh với Mỹ Linh có nhảy mũi không bà nói tối ngày vậy đó. Trời ơi, cũng nhà thuốc của chú chúng ta chết. Nhắc tối ngày luôn. Em cũng có uống nè. Dạ. Em bị mà bệnh cũng từ lưa hết trơn. Em bị viêm tiểu 5 tháng 5 á. Thế thì tiểu gấp hoài, đi vô công ty chạy một lần ngày có mấy 20 lần vậy đó. Tao nói đi bà rồi tao nói ra nước mắt nó mũi hết trơn. Cái bắt đầu em uống thuốc anh tới giờ là nó khỏe rồi đó. Mới đầu em uống vô nó giật nha. Cái trời đất ơi, nó gác gạt mà nó xé xé chồng á. Tao nói nhảy tùm hôn chồng không á. Tao nói kiểu này sống sao nổi. Tao là nảy phóng á, tao nói chết sống gì nổi. Cười tính mua thuốc. Nói Nam ơi bây giờ không chịu nổi. 2 tiếng đồng hồ phải không. Cái nó hết gác từ tới nay chị hết viêm luôn. Mà chị uống có thứ đó không đó. Bây giờ đi bình thường luôn. Nó gác rồi tao nhảy lưng cừng, tao nói sống không nổi à. Cái lúc mà rác đó thì khoảng bao lâu chị uống gác nó có ngày đó qua sao rồi hết nó làm như làm lành vết thương hay sao á. Chị đi khám nó viêm nó lỡ lét cả chồng á, mà công nhận nó hay thấy ghê luôn. Bây giờ chị hết rồi đó, mà nó chỗ qua ngứa dữ lắm, ngứa mình mẩy quá trời luôn. Bị chỗ ngứa không, cái triệu chứng đó em chị uống trước chị Thủy hay là sao? Bà uống vậy thấy bớt em mua theo. Bà nói Thảo ơi giờ em nói đặt hộp thuốc không, nói bà nói trời không có tiền Thảo ơi chết rồi, tiền đâu uống cưng, bà chạy hết tiền của rồi. Em chưa lãnh lương nữa. Cái em vừa nhỏ cháu nói mày cho tao mượn tiền cho bà nội mày mua hũ thuốc đi, tao cũng không có tiền lãnh lương đưa lại. Cái bà uống mà ăn được, tôi nói bà có nó láo bà nội. Nó tao đâu có ngu đâu mà tao láo kỳ vậy. Rồi khỏe bà nhảy tùm hôn cho em thấy vậy thôi. Bà nói Thảo ơi hay quá mày mua uống đi. Rồi đầu em uống rồi giới thiệu chị này uống thì với ở trên em mua uống cũng nhiều. Uống nhiều người lắm. Nhìn lòng. Em bị viêm mũi nè, nó cũng khỏe. Với hồi đó em bị viêm cái xương, cái hải hoảng phải xương, viêm cơ. Cái đi chế thuốc đây phải không, cái nó hết. Cái sao mày uống nó chỗ bệnh nó ra luôn nha. Cái bắt đầu nó đau, tao nói nửa bên đây dở lên không nổi luôn. Nó giật mấy ngày, nó đau quá trời luôn. Bây giờ tự nhiên uống thuốc đó rồi nó hết, không còn miếng đau luôn. Nè, nó viêm hết trơn, cái cơ này nè, đi chụp hình nói em viêm nửa bên luôn anh. Nó nói nửa cái phần cơ này nè, chứ không phải xương. Em đi chế thuốc đây hết đâu, triệu mấy, 2 triệu bạc cũng hết. Qua chụp hình nói trời ơi, cơ bên đây viêm quá trời rồi. Em muốn thuốc này thôi đó, em muốn thuốc tây nó mệt lắm. Vô uống có 2 ngày đầu thở không nổi nữa, không biết sao cũng được. Cái tự em muốn thuốc anh nó khỏe nè, uống tới giờ luôn. Rồi giờ nó hết đau này rồi, viêm tiểu hết luôn. Viêm tiểu hết luôn, em bệnh 5-6 năm đó. Đi lần có nhiễu mà ta nước mắt chảy tuôn tuôn vậy nè. Ta nói tự giận xuống. Đau lắm chị, đau hả? Nó gắt, nó khó lắm mà nó gác em. Mà mỗi lần ra là nước mắt em chảy tuôn tuôn. Vô công ty lần chạy cho mà 20-30 giác vậy. Chạy nói giờ người ta đuổi cũng phải chịu sao giờ. Nó trời ơi bệnh đó thì nó khó chịu hơn bệnh nào có thể luôn. Cái cảnh mà bệnh đau đớn như vậy cả nhà nó rất khó chịu luôn. Nó khó chịu em chịu không thể nào nổi. Mà nó chăm chích ở chổng kỳ dữ lắm kìa. Chị bây giờ chị uống thuốc này bởi vì giờ chị uống hoài không uống gì thuốc tây nữa. Giờ cứ uống thuốc này sáng em muốn chịu uống. Hết em cứ uống hoài để thôi. Uống tây không được. Dạ. Uống vô nó khổ lắm cưng. Chị uống cho 2 hộp đó, 2 hộp rưỡi, 2 hộp rưỡi đó, mà bây giờ chị không còn viêm mà nhưng mà chị uống hoài. Nhưng mà đến uống hiện tại là chị có thấy đau nhất hay là? Có, mới đầu nó chỗ ra mấy cái khớp chị cũng bị luôn nè, từ từ nó hết nè. Cái khớp này với cái giò em nó bị cái gót chân nó có gai, với nó đau ở đây nè. Uống chỗ ra nó đau đi, mới động chỗ rồi gối giờ nó bớt rồi, nhưng còn đau thì nó bớt nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại mình đang uống. Mặc dù chị mình hớt mấy cái này nhưng mà chị vẫn còn rất là đau đúng không? Lâu đừng đau đúng không? Tại vì em hay phân phối á, em muốn hỏi thêm. Tại vì thường mấy cô chú cứ nói là sao mà thấy anh Trung đi quay hình á, thì mấy cô chú cứ nói uống 10 ngày bớt rồi khỏe rồi. Nhưng mà thật nó từ từ á. Dạ đúng rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ chị nói bớt, nhưng mà hiện tại chị đang uống, chị vẫn còn rất là đau đúng không? Nó chỗ ra đau mà đau thường rất là đau. Chị biết là cứ sau mỗi lần chị đau thì những cái chỗ đó nó sẽ khỏe hơn. Ngay chỗ đau là cái chỗ bệnh ra đó. Uống nó lòi mấy cái bệnh ra hết trơn. Ý là ở đây em xác nhận. Cũng như ăn nha bác sĩ nha. Cho Dũng như đường tiểu em hồi đó em đi khám bác sĩ nói bệnh quá nặng đi. Rồi bây giờ tự nhiên em uống thuốc này là ngày đó nó chỗ ra luôn. Dạ. Nó gác chị chưa từng thấy luôn mà. Cái đó là chị nói trời ơi quá trời hay rồi mấy. Em kêu bà đó mua. Bà này nè. Kêu chị Năm đó. Rồi còn ông Năm uống thì bị khớp này ông uống không kéo lết không. Nó chỗ bệnh ra. Ông Năm là sao là? Là chồng của chị đó đó. Ông cũng uống đó mà giờ chồng của chị nào? Chồng chị kia hả? Dạ, ủa là anh bị sao, bị bệnh gì? Khớp, má bệnh nhưng mà không em... Bị má bệnh luôn hả? Bệnh thiện cũng cung hết nữa. À. Hôm nào ông đi cái giò lết không? Dạ. Mình mấy giờ chỗ ra nó ngứa không? Không gãy rồi mà gãy tới chảy máu.
Ông đã ngứa. Chị nói là đi chứ là công ty đuổi không có đứng bóc gì không. Làm ở công ty mình, công ty gì ạ? Chị gỗ. Vĩnh Tiến Nguyên hả? Dạ. Công ty gỗ hả? Chị gỗ. Ở chơi chơi gỗ là dễ ngứa lắm á. À bố đứng ngứa nữa nó chỗ ra. Chỗ ra ngứa. Chỗ đậm. À dạ. Người mình chỉ cũng bớt nhiều rồi. À dạ. Mười bằng hết 6-7 rồi. Dạ. Ngứa là mình chỉ là ngồi là ngồi vẫn được uống, nó loại ra ngồi không được thôi, khác không uống đi uống biết có sao không để tôi ông uống trước đi. Tôi nói có gì tôi chết trước. là cho ông uống trước. Không, tôi uống trước. À dạ. Nó mệt người nào nó mệt uống chỗ cả. Uống là giống như mình đã xong rồi mới ông mới dám uống hả? Dạ. Mà bị hết mà bị mệt rồi uống đi nó hết trơn hết đã gì uống nó chỗ qua mà trời. Dạ. Bây giờ khỏe nhiều. Có xỉn nữa hả? Ồ. Nãy chị nói có uống không, có uống không dùng ta? Không dùng hả? Vậy là trong đây làm là những bốn, đây là bốn người có dùng. À dạ. Bây giờ khỏe nhiều lắm mà. À dạ. Đây là hộp. Đây là hộp của Mỹ Linh giao phải không? Đây có mộc của Mỹ Linh đây. Đây. Mỹ Linh cô cho không? Hàng chính hãng của Mỹ Linh. Đây thưa cả nhà. Đây là nhà phân phối chính thức Mỹ Linh. Phân phối hàng chính hãng Cao Trung Sơn. Dạ ai nữa? Thì ai vô ra vô. Dạ. Ủa là chồng của chị hả? Lôi bệnh ghét. Trời ơi. Đây ngồi đây. Đây là gọi là nhân chứng sống. Vô đây. Đây là nhân chứng sống, đây là người đã chắc phải là cũng phải là người lo bệnh chăm sóc bệnh. À, bà nằm bà bệnh lắm là bà ẩm bà không à, bà đi không được, qua quân bốn là nuôi nửa tháng bên đó là lên là chăm cứu cũng là ổng cổng lên lầu á, cổng bà không à đâu đi được đâu. Ừ mà bà giật nha, giật á tới giờ giật á mà đi tiểu lái bà ẩm mới đi không à đâu có đi được đâu. Bò không, cái bác sĩ hô thôi giờ cho về đi uống thuốc coi chết chết là sống sống chứ giờ ở bển cũng đâu đi được đâu có hết đâu. Về đây nè mắt trận trắng rồi hô chắc chết qua cái nhỏ em nè hô giờ mua thuốc công sơ ngủ đi cô chết thì chết chứ sao giờ bà chủ nhà trọ bà hô nếu mà chết thì ở luôn quá cho luôn chứ không có đựng đi. Bận thương quá ha. Bận thương á. Cũng lo được cái cho cũng lo được đi á. Cho ở luôn là chết chôn luôn chứ không có sợ nghe sợ. Mình bệnh ta đuổi á. Đúng rồi thương thương là cho là vậy. Đuổi đâu mà sợ. Rồi bắt đầu có cho đâu cái tự nhiên uống hủ đầu cái hủ sau là ba khỏe khỏe rồi đó. Ba ăn lại được rồi đó. Hủ thứ ba là ba ăn hơi mạnh rồi đó. Bốn hủ rồi. Bà uống hoài luôn á, hô uống nào á. Ông nói ông trận trắng chắc nào ông đứt. Chết chứ em sống đâu, vợ tôi hô chắc chết. Mà sao bà thấy chứ đẹp ra không? Uống thuốc nè, nó chỗ đẹp rồi đó. Không thấy luôn mà. Thôi xuân trở lại. Xấu quá hả, à. Đó vợ tôi giờ mới thấy gớm lắm. Lúc bệnh tính chết. Đừng mới chết. Mà lúc dùng Cao Trung Sơn có dùng thêm gì khác không? Không, uống thuốc đó không đó. Một mình Cao Trung Sơn thôi. Nên nó hợp đó không đó. Không có lộn thuốc gì hết. Lâm luôn mà không hết. Nhiều cũng uống không? Không hết, mà uống hợp này nè, thuốc này không mà hết đó. Không còn tiền nữa, nhỏ em vào đó cho mua đó, chỉ không còn đồng nào chứ. Mà uống hết. Dạ. Hết tiền vậy à. Tiền hết tiền luôn, tiền nhớ. Có thuốc không mà một chè 10 triệu cũng vẫn là đi. Có 10 triệu cũng tiền chuột xác về. Tiền về đứa này cứ không kia gọi từ tắm cho. Đứa gom cho 1 triệu, 2 triệu ra. Chuột xác vậy. Ta đâu có không hết, ta đâu có bớt mình đâu. Chứ quê á. Rồi đó uống thuốc à, chứ uống thuốc à, bị nhức á mà nhỏ em á nói chịu tào lao nó chửi quá trời chửi luôn cái nó mua thuốc à, nhà nước á cái gì ở ngoài tư mà nó 2.2 triệu uống cũng không hết rồi hộp 500 cũng không hết 500 tiền cũng không hết mà bá chứng không hết gì cả rồi cái cuối cùng là thuốc cho chung hết. Dạ, mình nhận. Uống hộp lớn hộp nhỏ? Hộp nhỏ thôi mà chị hộp. Hộp này dạ chị hộp 4 hộp này. Một hộp là mua bao nhiêu? 450 450 rồi theo chị thấy cái hộp 450 về mắc không? Không
Không mắc. Như chị là chị không mắc đó. À. À. Mà đó. Nói chung là hết, nói chung bây giờ nói bà con ấy là em là mình nói chung bệnh quá trời sắp chết rồi đó. Bà con bệnh thì mua thuốc này uống đi hay giả mang luôn, phải tin tưởng, uống một hộp không hết cũng hai hộp. Nó không bệnh này, nó bệnh kia nó chỗ ra là hết trơn, mà phải ráng uống. Uống rồi là tự tin cái chủ bán cho mình nữa. Chứ không phải là uống cái không 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 hết cái đầu nghỉ sao mà hết. Còn người ta đeo người ta hết, còn mình không hết. Là cái đó là cũng do cái số của người ta. Còn cái dạng mà giờ nó thuốc chú thấy chị hết nè, bao nhiêu người uống. Đó, thấy chơi chơi nè, chết tới nơi nè, rồi chị chỉ người này người kia em quá trời luôn. Người với Vĩnh Long, người ta mới là lấy cái giấy của chị nữa nè, là Mỹ Linh nè, bữa hổm đại bằng kia cái bánh hỏi làm gì hết. Mà có cái mà cái dạ dày nè, trời hay giả mà. Quá trời hay luôn. Quá trời, vì mà bệnh viện chị không hết mà chị uống có 10 gái chân trời. Ủa trời, nghĩ sao vậy? Không phải nhiều tiền mà hết đâu. À, mà cái này mà nói chung giá 350 mình nghèo mình không tiền chứ. Chị nếu mà chữ mà giờ ca nhạc không nó cũng rẻ chú ra chung. Yeah. Tháng mà có 450 mà mắc chị. Yeah. Chị uống có 7 ngày là 500 ngàn, có hết không? Bây giờ hết tiền mua rồi. Ta chết mà chứ thấy không, quan trọng cái giá trị nó mang lại chứ mình đã bỏ ra cái 100 triệu rồi nó không hết. Mà nó không bớt mà bây giờ mới cái 450 mua mới ba bốn hộp đó hả, uống có 10 ngày thôi là thấy hết. Nó lùi gì nè chứ chung, nó lùi 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 nó thở nó lùi khóc không à. Trời ơi, nó lụi gì mà lụi ghê hồn luôn trời. Có con gì đó nó cắn mình đó, trong bao tử á. Nó cắn mình, nó cắn muốn chết luôn nè, mà khóc khóc rồi mà đi bệnh viện á, bệnh viện nói sao cứu tôi đi quá trời, ăn không được rồi chết, mà ăn được cũng chết nữa đó. Mà 4 5 tháng mà chị không chết rồi chú nghĩ sao? Ngộ thiệt. Uống sữa vô uống được luôn. Mà không chết. Con cao trong sân cắn vô cái bao tử. Cắn vô bao tử 10 bữa hết. Cái con virus. Hết luôn trời. Công nhận thuốc này hay nha, bệnh viện chị không được nghe chú. Ở trời, nó vui vô cùng luôn, nó vui dữ lắm. Không có nói chuyện nhiều đâu. Tự uống thuốc rồi, cái mình sáng chỗ lên, cái đầu mình vui lên. Cái tinh thần mình nó làm như nó sáng lên. Rồi bắt đầu làm như cái mình hết buồn, cái mình vui lên. Cái bây giờ mình sống luôn đó. Mới sinh lại lần nữa đó. Bây giờ chú nghĩ đi, hồi đó con cá chị không được nè, rau chị không được, bất cứ chị không được, bây giờ chị thèm tùm lum cái gì chị cũng ăn được, trời cứu mình đó cho mình ăn được, mình lại chết đó chứ. Cái gì vừa thôi, bà gì vừa thôi. Ăn gì vừa thôi, tiện đâu mua. Trời trời, ông tôi ăn được, cho tôi ăn đi không? Để tôi chết sao trời, hồi tôi chết tôi ăn không được ép. Mà có ăn được cái ông nói tiền đâu mua. Ờ, lại nhiều người chết xong rồi cúng à. Lúc ăn được đâu. Trời ơi, trời ơi. Mà mua 30 ngàn rau ăn trần á. Trời ơi, 30 ngàn rau. Một mình cứ thử ăn. Hồi đó là cô không có ăn. Không đâu ăn đâu. Bạn rau nhiều tốt lắm á. Rau mà. Không ăn đâu. Giờ da dẻ đẹp nè. Hồi đó không ăn. Trời ơi, chú ơi. Nói chung là ai thấy tôi là người ta. Ta dòm tôi mà dòm mới kiểu. Cái kiểu khổ. Lúc mà mình đang bệnh á. Người lớp nào tới cái gì? Vậy? Người ta nói tôi bệnh hoài tiền đâu đóng tiền trọ. Ta nói ngay mặt tôi khổ. Mà tôi nói sức khỏe tôi hết đi tôi mặn có tiền tôi đóng chứ. Chứ ai mà thiếu nợ hoài. Người ấy buồn. Buồn nấy giờ sao giá chứ hết bệnh đi chứ. Nếu giờ mình mới bệnh mà giờ cả đó là mình buồn quá. Đúng rồi. Nó buồn gì mà nó buồn một cái chứ mà. Cái hơi thở tôi thì không có mà. Tôi buồn. Buồn dữ lắm. Mình mới bệnh. Ta gây dễ mình. Rồi cái nói chị dọn phòng đi. Chứ ở đây tìm ra chị đóng tiền phòng. Bà chú ông chợ nói chị ở đi. Có chết thì em làm đám cho chị chứ chị đừng như lại ta. Thương lắm. Cho thấy thiệt thà. Thấy thiệt thà ta tội nghiệp. Nói hai vợ chồng ở đợi là thấy tội nghiệp. Tao không có tiền ở đi gì nào có đóng có để đi bán không đòi nó. Không có. Vậy đó ba không đòi. Trời ơi. Con cái mình đâu? Con đó, có thằng con nó cũng khổ hơn chết. Nó cũng nghèo khổ đi mằng đó có tiền để mua sữa cho uống lúc có tiền để nó cũng chở vào bệnh viện mượn nhiêu cho đủ chú ơi. Cái bệnh này nó khổ lắm.
ai có bệnh á là mới biết cái chứng bệnh của mình. Lúc nào vừa mệt mà vừa đau, vừa không tiền, rồi bệnh bệnh như sao? Bởi vậy mình có bệnh mình mới biết thương người khác, chứ còn giận ta không bệnh ta không biết đâu. Nó đào lắm, đào như bò đá vậy. Đau đớn nhiều lắm nha. Nó đau lắm chứ Trừng ơi. Nhờ chú Trừng bởi vậy ông trời ông chứng minh nhờ cho chị ở không phải gặp phải nhờ gặp chú. Chị hết bệnh chị coi đời coi sao. Mà nói chung trời cũng cứu chị là nhờ chú Trung cứu chứ không phải là ông trời. Chú Trung cho tiền chị đi khám bệnh, chị cũng muốn đi nội soi chị hết không. Chị biết gần có mấy trăm ngàn mà chị không có tiền. Rồi chú cho chị mang đi, chị nói trời ơi sao mà chú Trung, cảm ơn chú Trung mới làm phước gì. Đúng nhà mình đi khám bệnh chứ mình không có đi lâu lắm mà chứ trời Tết giờ không có đi khám bệnh. Uống thuốc chú à, tôi nói thà chết uống thuốc này. Ngoài ra tôi không có thuốc nào, nên nói ra thà xin lỗi chứ thuốc Tây bây giờ tôi chạy quá trời rồi, chạy thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc gì chân than chịu gửi con chú không uống nữa. Nhiều không hết chứ á. Tại sao thuốc này á mà chú có 10 ngày chứ hết. Hay cả đó không nói thiệt nha. Nói gì dã man luôn chú ơi, nói ghiếp muốn chết, nói ghiếp mà chắn dài đằng nữa chắc chết không sống nổi. Sao tự uống vô cái nó hết ối là mình sống rồi đó. Không biết chuồng ở đâu nữa. Rồi cái đồ chú biết hả? Chị ăn được nữa chứ cơm không? Ok, vậy là mình sống rồi. Vậy ok, mình sống rồi đó. Ồ, mừng quá trời chú Trung ơi. Chị hết bệnh á. Cháu ăn. Chị hết bệnh sự thật luôn á. Mà chị nói thôi giờ anh ta đổi mày 10 triệu mày lãnh cái bệnh được không? Thôi ai lãnh đi, đừng cho tôi bệnh đâu nội, khổ quá rồi. Chú biết bệnh ăn, mình nằm một chỗ mình đi không được, thấy người ta đi ngoài kia là cái lòng mình nó đau. Nó đau mà nó xé một cái tưởng tượng luôn, từng tuổi này mà đi không được. Lết không nổi, lết nó nhức, lết không được. Rồi lết vô tới nó đáy đồng đi mặn là nước để sẵn tay, cơm này bưng cho ăn đi, về ăn. Chị đứng không có được. Đứng mà đứng lên vậy 20-10 bè đó có được đó chứ Trung. Mình đứng không được là bè đứng cũng không được luôn. Nó khổ chú ơi, nó khổ vì cái bệnh mà khổ dã man. Rồi nói chung là chị thoát chết mà chị thoát bệnh luôn. Giờ chị không còn cái chứng bệnh gì trong người, chị nó khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Nó thiệt. Khỏe. Hơi khỏe mà nằm vậy nè. Trợn về, không lẽ mình chết rồi, không lẽ mình không sống nổi, nên qua không nổi. Lúc đó, lúc đó là không nghĩ mình sống được hả cô? Nó không có sống được. Bởi vậy chị uống thuốc chú Trung, chị nói nhờ chú Trung bán thuốc cho chị là nói chung là cứu chị đó. Là chị sống đó. Nếu thuốc này chết nè, ai dám cam đoan chị không? Mà giờ hỏi mấy đứa em với chồng chị đâu coi. Nếu không có thuốc này chị chết. Cái chị này thuốc này nè, ăn được nè, bà mới sống lại đó. Không ăn được là chết chú Trung. Nó là mệt, cũng là mệt mà uống thuốc này nó khỏe cực kỳ luôn trời. Nó nói à, ta nói trời nói chú Trung qua, mình ôm chú Trung mình khóc chặn một cho đã. Mừng quá. Mừng á. Thiệt tình. Mừng vô cùng mừng. Dạ tốt rồi. Khỏe. À, em nghĩ là ông trời đang giúp chị thôi. Đó. Chứ có chứ. Duyên để mà gặp được cái đúng sản phẩm để hợp với mình. Rồi mình đã thoát được cái chết. Giờ phải nghe chú ơi. Giờ nó khỏe dữ lắm. Nó khỏe quá trời khỏe luôn. Mà có cái sinh sống chị đi tới đi lui đó là nó chổi vậy nè. Nó đau thôi chứ giờ phải nghe. Bị gì hết trơn. Cái đó là em sẽ giới thiệu cho em quen biết cái nhiều người thầy. Em sẽ chọn người thầy này giỏi á, mà hợp với cái bệnh của chị á. Mà có nhiều tiền không chú? Không có tốn tiền đâu. Em giới thiệu ông làm có tiền đó, nhưng mà em nói chuyện là ông không có lấy tiền chị đâu. Ông sẽ giúp chị. Dạ chú giúp cái đó nữa là ok đó. Rồi khỏe luôn. Khỏe luôn. Giờ còn cái lưng không à chú Trung? Dạ. Rồi bắt đầu ông bác sĩ đó nói đi rồi bè làm gì đó không biết chỉnh vậy, nó chỉnh gọn gọn chỗ nha em đó. Nó đi bẻ thế nào chỗ. Thấy nguy hiểm lắm, sợ bẻ không đúng á. Nó sẽ bẻ gọn gọn chỗ luôn trời. Dạ. Rồi sợ cũng chết luôn nghe đó. Rồi cái dạ dày nó ối, nó ối mà có tháng mà nó chết đó chú. Mà chị bốn năm tháng mà chị không chết á. Ối á. Dạ. Phải đầu tiên hôm nay biết mày uống mà đâu chết đâu. Ở đây là hai vợ chồng ở thuộc ai nữa không? Dạ không. Hai chồng hả? Dạ. Rồi bây giờ anh đi làm gì?
xương gỗ. Làm xương gỗ hả? Mới vô công ty với em. Mới vô công ty. Bây giờ anh làm là nuôi chị. Đúng rồi. À, làm tháng bao nhiêu? Tăng ca là tăng ca với lắm là tháng 10 triệu á. Mới vô à? Gọi là tăng ca mới vô làm à? Làm được một tháng chưa? Làm 3 tháng rồi. Ừ. Cũng như là làm chứng sắc á chú, bệnh viện cái nuôi riết mà qua bên đây có chị hết nằm viện luôn. Dạ. Rồi qua bên kia làm tiền nhiều đặng nuôi bả chứ làm 6 triệu cho nuôi. Có được tăng ca nhiều như vậy không? Tăng ca luôn 10 giờ không á. Ồ vậy sao bên đây về sớm vậy? Bữa nay chủ nhật. À quên, chủ nhật. Chủ nhật thì mình mặn ngày ra được 2 ngày. Dạ. Khỏi tăng ca. À dạ dạ, nói chung là cũng đỡ đỡ thôi để mà chú qua mặn ở cháu chung trả nợ người ta. Dạ. Mặn được 10 triệu con, về trả nợ là đi 10 giờ. Trả nợ không còn ngàn bạc nào hết trơn, khổ vậy mà trả tới Tết. Trả tôi qua nay làm mấy trả nợ với thuốc cho ba uống chứ bận đây có tiền đâu. Dạ. Đủ ăn. Mà cầm lương mừng về tới nhà chắc tay nó chạy từ từ chứ giờ mà đỡ mình khác đi chứ sao. Hôm qua là đi khám gửi 1 triệu đi khám mấy trăm ngàn phải không? Có 500 mấy à. 500 mấy hả? Dạ, như tiền về mua bông. À. Mua bông, mua trái cây thờ. Dạ. Má anh Trung cho 5 triệu tôi khám chưa hết, tôi mua sữa, mua bông. Nay em gửi thêm với chị. Dạ. Dạ con xin chú Trung là cảm ơn. Cảm ơn chú Trung nhiều, chú Trung ơi. Cảm ơn cái lắm rồi đó. Nhiều khi hết xuống, không có tiền mua, nhỏ em vào cho hết còn hộp là gầu rồi. Cảm ơn chú Trung nhiều. Dạ, nó đổi ơn. Nam mô Phật tội ơn chú Trung, chú ơi, còn lại chú Trung. Thôi đừng. Đúng thò, đúng hợp. Cảm ơn chú Trung. Trời giờ uống sản phẩm cao sơn bất bệnh giờ được có tiền. Dạ, cảm ơn chú Trung nhiều. Hãy đi hổ hôm qua, Trung nói thì chị đi tái khám đi. Đi khám đi, xét nghiệm để mà xem kết quả là sao, chứ nó giờ không có tiền. À, gửi chị 1 triệu xong khám được mấy trăm ngàn đó. Đó thì để dành mua sữa uống ha, bây giờ có thêm nữa. Có, cho thêm nữa quá đã rồi. Ở hoàn cảnh khó khăn. Còn đây, gửi quà, em gửi quà cho chị Thảo. Dạ, em cảm ơn anh Trung nhiều. À, dạ. Đây, cái người khách gửi cho chị nha, để dành uống dùng nha, chị nha. À. Mình có bệnh gì không? Dạ đủ thứ. Bệnh gì? Con của em đó, nó khổ không chết. Chị con có thể hả? Dạ, nó thằng đó. Dạ. Vậy hả? Trời ơi, bệnh nằm bệnh viện hả chú? Nó hồi mập nó ảnh đâu nổi đâu, vợ. Đây cho em nó đi. Rồi cảm ơn chú Trung ạ. Thầy cũng khổ tính hỏi vợ bữa nào có tiền mới uống, vợ nó có tiền không mua. Trời ơi, thằng đi rồi. Đây cho hai vợ chồng hũ lớn nè. Gan nhiễm mỡ sỏi thận với bị hay nhức đầu chóng mặt rồi. À. Tại vì cũng muốn mà chưa có tiền mua. Ở đây ở chợ luôn hả? Chợ chợ cái bên nè. Cái bên nè. À. Bệnh dữ lắm. Vậy giờ nghe không vô đó đứng ngoài đang nghe. Đông quá. Đông lắm. Rồi. Thấy mẹ bây giờ sao, có bệnh vậy đó sao? Mẹ con mẹ con cũng khỏe rồi, hết bệnh rồi. Tại vì mẹ con lúc bệnh nằm thở dài không à, đi mặn hỏi mẹ mẹ ăn được gì không, nó ăn không được con ơi, mà bảo khóc không à, nói mẹ gán ăn vô, ăn lần ít từ từ vô, nó mẹ ăn không được con ơi. Thấy mình đi làm mà cũng không có tâm trí làm nữa, thì cũng giờ mẹ con nhờ uống thuốc của Cao Trung Sơn, của chú Trung á, thì mẹ con khỏe rồi, nay đi đứng đâu được rồi, bình thường. Còn lúc trước đi không được, nó giật bò không à, không bò được, ẩm đi cũng không được luôn. Rồi đi qua bệnh viện của đồng 4 thì cũng không hết luôn, về cũng vậy, mà mình tốn tiền mà về cũng vậy luôn. Hồi đó có giúp mẹ được phần nào về kinh tế tiền bạc dạ, nói chung thì kinh tế tiền bạc thì vợ chồng thì làm cũng đủ sống, thì còn có mẹ thì có cái gì giúp mẹ được nấy, như là có tiền mua sữa cho mẹ uống này kia. Chúng gia đình cũng khổ, con nhỏ nữa, đi mặn tháng cũng không có nhiều. Tháng nếu mà không tăng ca cũng được, tăng ca trung bình đều khoảng, nếu mà tăng ca 8 tiếng tháng cũng được mấy chục tiếng, là được khoảng 7 triệu mấy, 8 triệu là trung bình. Đó. Thì là nhầm tháng thất nghiệp thì mà ngày bằng ngày nghỉ thì cũng không có đủ ăn. Tại vì một tháng thì nhầm công ty thất nghiệp, mấy tháng trước thất nghiệp là 3 tháng là bằng có tháng bằng được có 25 công mà. Không. Ủa là tháng bằng ví dụ nghỉ 5 ngày á, là còn có 20 công mà. À. Nghỉ theo khuyên công tổ, ví dụ 30 người thì người này nghỉ xong rồi tới người khác nghỉ gì đó. Đâu có công việc làm. Công ty khó khăn đúng không? Thành ra nghỉ xe tour. Dạ dạ. Mới hôm gại đỏ đỏ lại
Mẹ này bà khỏe cũng mừng cho bà. Ừ rồi. Dạ. Ok giờ mẹ cảm khỏe rồi. Qua chồng thoát chết rồi giờ là nhảy múa được luôn rồi. Gửi tặng thêm nè. Hai vợ chồng hai hộp này nha. Dạ. Cảm ơn chú Trung nhiều, chú Trung ơi. Rồi với gửi thêm cái hộp sữa nữa. Dạ. Hộp sữa hay hạt canxi này nè, nó bổ sung dinh dưỡng cho mình để mà mau chống bệnh. Cái uống, trường hợp à, này có cái gói trong này nè, lấy xé gói ra mình chế vô cái bỏ cho ly, xong lấy nước lạnh á mình hòa tan nhẹ vô trong đó cho nó đều ra nha, chút xíu nước thôi cho đều ra, rồi xong mình mới đổ nó sôi vô, đổ sôi vừa phải để mức mình uống để cho nó không có điều chỉnh đến là nhạt hay là không nhạt thôi, ngọt không ngọt thôi à. Dạ sướng quá không chứ. Trời cứu con mà chú Trung, chú con nó có hết bụng nữa. Được rồi, kêu bà con đi. Rồi được rồi, mừng quá. Uống nước bà con ơi, hết chân bệnh à. Tại vì em Thủy nè, chết tới nơi rồi đó, chẳng trắng luôn. Không tin hỏi chồng mà hỏi con đâu, con hỏi đứa em coi. Là nó lén chị bơ nhờ em, bữa nay em nói thiệt chị, chị sống rồi đó. Nói em nói chị chết mà không dám nói. Trời ơi, mày không nói tao cũng biết tao chết rồi chứ gì á, mày giấu trời. Nói với bà, bữa nay nói thiệt với bà nghe, mà không tin bà chết, không biết chỗ đâu nữa đó bà. Cái tao phải nói mày không nói tao cũng biết tao chết rồi. Cái em nói chị Năm ơi, chị em chắc chết quá Năm ơi, nói bà này nè. Bà nói chở tới ghê vậy Thảo. Em nói không biết chết chỗ đâu, giờ nhà bà không có nhà dưới nè, không có đất ruộng, không biết chết đâu, bà nói chết thiêu bà. Rồi không biết người chủ trọ nó cứ ở đây điền nào chết thì thiêu chứ biết làm sao, rồi tao cũng thương. Đó, bà chị em hiền lắm. Tao thương tao nói đừng có sợ. Cái bà kia bà hụ nó né, tao đuổi bà đi á. Cái bà chỗ nó đừng nói về tội nghiệp chị cứ ở đây ăn tâm. Rồi bà mới gầu. Bây giờ bà mừng dữ lắm luôn rồi, bà nói nhờ bà cho chung. Đó. Bà nói chị yên tâm. Em giờ em cũng phải giờ, đeo giờ đó. Chị nói vậy nè con. Em cũng muốn hoài tới. Giờ cưới giờ bệnh thì gắn thuốc đi. Chú dọn con tốt lắm. Tới chết thì đằng này bà cho làm đám, bà không sợ mà chợ bế đâu. Nó đâu có bỏ cái gì. Gặp ta chết đó là gần chết là ta đuổi vậy đó. Xuống bàn mà. Dạ. Tức là hồi trước cũng có tiền nhưng mà dạ, sau khi tiền. Bệnh thì cứ lấy hết tiền ra rồi mua đúng không? Đó giờ không còn ngàn nào. Dạ. Em trúng đâu được 3 tờ số 300 ngàn. Cái em cho bán tờ, nói gì ta đi mua gạo tôi ăn. Hết gạo ăn 5 ký. Rồi cho 3 tờ số đó, rồi bà vô mua gạo bà. Hồi uống cao sơn trước là cũng đâu mất tiền nhiều như vậy. Không biết hả? Thôi, cũng là có duyên để mình biết được cái. Không, mà chú ơi. Dạ. Bây giờ như vậy là cũng được rồi. Nó hết chết rồi, bây giờ cũng mình hết bệnh rồi. Giờ chị sống rồi, giờ cũng không có muộn à. Con trời cũng thương mình đó. Thiệt. Chị nói hoài à. Chạy cho em lấy, nhìn anh cái mặt anh trai đó coi. Chị ơi, chị cứ tin tưởng đi, mới nói đủ mắt cho mà anh chết nữa Thảo ơi. Nó không có. Cái anh này chị thấy ảnh làm như mà anh có đạo đức, anh có hậu gì vậy ơi. Chị, em nói chị ba hoài. Tối ngày nhắc chú với chị Mỹ Linh nè. Mỹ Linh nó nói chuyện mình giống như là thân thiện hồi nào. Nhớ cháu hồi cuộc chưa tin tưởng nó vậy, nó làm như không có cái gì mà phải sợ hết. Trên mạng chị không giờ dám mua. Giờ. Để cho chị Thảo họ chia sẻ. Nói gì cho Mỹ Linh. Để hãy lay tạ đến cho bà con cô bé. Nè, đây là em là Mỹ Linh hôm nay hả? Để em phỏng vấn, để hỏi cảm nhận khi mà chị mua sản phẩm cao chung sơn từ em phân phối, cũng như là khi mà chị thấy những cái clip mà em đăng, cũng như là clip em nói chuyện với mấy cô chú, thì chị thấy như thế nào? Sao mà chị trên mạng thật sự chị không dám mua. Uống gì cũng sợ trơn á. Sợ giữ nước này kia kia nọ đủ đứa gái á. Rồi sao bà, chị thấy em nói chuyện trò chuyện với chị với cái làm như là chị nói là làm như cái lòng tin sao á, em đưa tới chị nói chị như rất là tin tưởng, là chị nói thuốc này cũng sẽ hết, chị cứ uống đi. Bà nói trên mạng chết là mày sống nổi luôn. Em nói bà chết rồi còn gì nữa bà sợ đó. Cái gặp em với anh Trung làm như nó có lòng tin sao á. Thấy làm như nó có hậu có đạo đức gì sao, vô cứu người gì không biết, chị còn không thể nói được luôn nữa. Nói chị uống đi, em thấy em tin tưởng dữ lắm. Bà nói thiệt mày. Cái bà nói thôi uống mẹ đã có đứt thì đứt chứ giờ còn gì nữa. Cái uống thì hết luôn á. Thấy em nói làm như người thân với chị, đối với chị sao á. Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo. Em nói chuyện vậy đó. Dạ, nhà phố My Linh chính thức bên Trung ở nhà. Quá cũng là một người chăm sóc khách hàng cũng khá là tốt. Rất là tốt, em hỏi gì là My Linh nói cho em hết. Nhiều chị ba em hỏi đó đi, bà chỉ đợt chỉ đi bị mà chỉ đó. Em báo chị hỏi em cũng giải thích cho cặn kẽ lắm. Mỹ Linh rất là chăm sóc rất tốt luôn. Em điện em hỏi hoài bệnh này kia, em hỏi Mỹ Linh lại chia sẻ sao sao vậy. Em nói chị ơi, an tâm đi. Mỹ Linh nói cái đó không sao hết trơn. Cái bệnh nó cũng có người gì đó. Cái bà nói vậy ta hết sợ rồi. Sao nói tới Mỹ Linh nói là ta hết sợ rồi.
Cái máy tính. Hiện tại là anh cũng có nhiều nhà phối cũng giống giống My Linh nè, cũng chăm sóc khá là tốt luôn. Dạ. Đã nói cho nhiều người biết, nhưng mà đang My Linh là một trong những người đại diện của bên Cao Long Sơn để mà giống chia sẻ cho bà con vậy đó. Là nếu mà bà con yêu thương cũng như là tin tưởng thì Linh rất dễ thương nha mọi người ơi. Này không nè, không quá trời ơi, chú Trung tới đâu chị cũng dòm ở trên đi đây đâu thì chị cũng bắt lên cho thấy. Rồi tiếp tục dùng điều độ như vậy nha, cứ nó cải thiện rồi thì mình uống giảm lại cũng được, ông không cần phải phải uống nhiều như trước. Hồi trước uống mấy viên? Hồi trước thì chị uống 3 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Cái có bằng nửa hộp chị uống 5 viên, 5 viên, chiều 5 viên, sáng 5 viên. Đó, mà bây giờ cũng còn dẫn mà thấy khỏe thằng con nó kia mẹ ngưng lại đi, uống ít lại thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà uống được thì giảm lại đi, ví dụ uống một lần, giờ hồi trước là uống 5 viên, sáng 5 viên, chiều 5 viên hả? Giảm lại 3 thôi, 3 thôi, thấy nó được thì cứ giảm bằng 2. Cứ như vậy á, tại vì cứ uống để duy trì, sau này nếu trường hợp mình bất hẳn luôn thì cứ duy trì. Một ngày có thể là từ một ngày từ 2 đến 3 viên một ngày. Một ngày ấy nha. Đó, để cho nó có đề kháng tới chi để cho mình hạn chế rằng là những cái bệnh nó xâm nhập. Tại vì mỗi người đều có cơ khả năng bị mắc bệnh cả nhà, hoặc là những cái đột quỵ, hoặc là những cái nhiều bệnh khác nữa, thì mình uống như vậy để có đề kháng tốt cho mình. Dạ. Dạ. Thôi giờ chắc là tạm biệt cả nhà rồi. Dạ, rồi dạ. Rồi chúc gia đình mình khỏe luôn nha. Dạ tới khỏe luôn rồi. Dạ. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình sức khỏe hết, ai uống sản phẩm Cao Long Sơn điều bệnh nha cả nhà. Dạ bà con biết mọi người. Tạm biệt cả nhà. Hay lắm nghe mọi người. Hãy có thuốc Cao Long Sơn uống nghe rất là hay nha, chị em thoát chết rồi đó. Hello Cao Anh Trung, bây giờ bà cô cảm thấy sao rồi? Dạ khỏe rồi thầy ơi. Dạ, nhiều. Rồi, quay cổ, quay vai coi, rồi quay lưng rồi, rồi cô chạy vô, Cao Anh Trung thấy sợ luôn, đó, đi nhanh rồi chạy vô coi, chạy vô, chạy, đó, giờ cô chạy được nhưng mà rất tiếc, dạ. Ngồi xuống rồi, dạ, dạ, bây giờ đứng được rồi đó Cao Anh Trung, khỏe, và ngoài trước mưa lớn không thôi để cô chạy ngoài, nhưng mà ở trong thì cô chạy thử nha, chậm chậm thôi, được, chạy được rồi phải không? Dạ, cho Cao Anh Trung mừng chứ. Dạ. À, tình nghĩa Cao Anh Trung lo cho cô hết mình mà. Dạ cô, dạ cô nói gì sao với Cao Anh Trung? Dạ, chú Trung ơi, chị cảm ơn chú Trung suốt cuộc đời với ông thầy. Dạ dạ. Suốt cuộc đời. Dạ dạ. Nhờ ơn. Dạ, dạ chú Cao Trung là thầy. Dạ rồi, nhờ Cao Anh Trung, Cao Trung Sơn là cái thuốc đó rất là tuyệt vời mà. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha, chúc sức khỏe cô và cô Thủy. Dạ.